cầm tiền giùm em đi. Hai, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ Trâm kêu năn nỉ ổng, Trâm nằm biến đi nữa, năn nỉ ổng kêu chở Trâm đi mua valet cũ về làm cái kệ phía trước cửa phòng, đang để gác mấy đôi dép lên giống vậy nè. Đó, đây là cái kệ dép trong trong phòng của Trâm. Còn cái tầng trên là Trâm làm cái kệ dở cho anh bạn nhỏ để cặp. Đây phòng nhỏ nên là mọi người thông cảm nha, Trâm phải làm mấy cái kệ. Đây. Đây nó có một cái là nó ít quá. Nên là bây giờ phải mua về làm thêm. Cho mua một bao đất nè. À. Rồi bên đây một bao nữa nè. Đây. Hai bao đất nè. Đó. Mọi người thấy vườn rau của Trâm bữa nay trống lỏng hết trơn rồi, trong thùng chẳng có cây gì hết. Bữa giờ mưa bão, từ sau bão bữa hổm tháng đầu tháng 9 á, 7 tháng 9 bão ghi đó mọi người. Là sau đó mưa dầm về tới nay luôn mà Trâm không có trồng một cái cây gì hết. Trồng là nó hư hết. Đó, nên là nay nắng lại rồi, chuẩn bị Trâm sẽ trồng rau lại nha mọi người. Cho mua đất sạch nè. Đó, còn để nè, mua hai bao. Còn cái ớt của Trâm bữa hổm cháy quá trời luôn, xong cái cắt đây phơi nắng, ngựa nó héo rồi, nó không được đẹp tại vì nhánh nó nặng quá đó. Kệ nó khô đi, cái Trâm xay nó thành bột rồi. Rồi bên đây nữa, cái ớt bên đây thì nó chín quá trời nè. Trâm còn định cắt vài cái ớt xanh này vô ngâm nước mắm á mọi người, ngâm giòn á. Thôi bây giờ Trâm với bạn già đi nha. Trâm với bạn già sẽ xuất phát. Đây. Ông chủ nhà ông đang xây dãy mới ở bên đây nè, đang gào lại, đang xây trong đó nè. Bây giờ là sẽ đi qua đường 24A của khu công nghiệp Tân Đức. Thì cuối đường 24A người ta có bán cái valet cũ đó mọi người. Anh bạn nhỏ đi học cấp 2 cũng cần, từ phòng trọ Trâm anh đi thẳng ra đây đó, đầu cuối đằng đẵng là tới trường của anh bạn nhỏ rồi. Ai ở khu công nghiệp Tân Đức á là biết đường 24A này hết trơn á. Đó, bây giờ chạy tới cuối đường 24A, đường thẳng chạy hoài nè. Gần cuối đường 24A nó sẽ có cái con lương nên người ta trồng cây ở giữa vậy nè. Một con lương, tới con lương thứ hai nè. Tết ở đây người ta trồng bông nhiều lắm. Người ta bán ba lít củ trong đây nè. Vô mình hỏi mình mua à. Đi cổng, đi bên đây dơ anh, lại xích tại bên kia nè. Bên đây dơ. Qua bên đây. À. Đây, đi vô đây sạch hơn. Đâu mất tiêu rồi, ổng đâu mất tiêu rồi. À. Ủa vậy hả? Chị mua hả gì mà đứng đợi lâu vậy? Hú hả liền. Đây. Trong đây người ta bán ba lết nhiều lắm. Nè miếng miếng vậy nè mọi người. Đó tùy. Chị ơi. Chị chủ ơi, chị chủ. Anh chủ ơi. Đây vô đây trời ơi nè mọi người, ảnh bào sẵn luôn nè. Đó. Ảnh bào sẵn luôn nè, giống như bình thường Trâm hay quay cho mọi người coi đó. À, bữa nay Trâm mua mấy tấm ta? À, mua 5 tấm đi. Đây một kích, kích này nhỏ hơn nè, thấy chưa? Đây để em giữ nguyên nha. À, em làm kệ thôi, đó thấy chưa? À, không chứ nhiêu đây là được rồi, chứ nhiều quá là sợ chật người ta đi gai vô không được. Đây ảnh có bán cái này dày hơn nữa nè. À, một mét ta, một mét ta. Mét ta nè mọi người. Thank you.
để đóng hàng ship đó, cứ cuối đường 24A là mọi người sẽ thấy ảnh. Nhiều người người ta hỏi mua ở đâu, em chỉ đi mà tao không biết chỗ anh. Lấy em biết ba đi cho đều. Đây anh chủ nè. Chăm mua 5 tấm nè mọi người, về làm 5 cái kệ. Giờ Chăm với anh bà già đang trên đường về. Đó. Chăm về Chăm dọn cái chống lỏng liền. Hồi đó Chăm làm ở đây có một cái kệ à, đựng không có đủ. Bây giờ Chăm sẽ làm một hàng lên trên đây luôn. Cái này lâu ngày nó dơ quá trời, này hồi xưa không có chùi ba cái xi măng dính. Dơ quá. Cứ làm đi rồi xong rồi mình tẩy rửa, mình dọn dẹp sao. Chăm có vòi nước mà kéo vô xịt tới mấy hồi hả. Rồi bây giờ Chăm đi lấy đồ nghề ra. Cái bộ máy khoan á là hôm rồi á Chăm đem với về Bến Tre cho 800 mượn, 800 làm nhà dưới quê mọi người. Cho nên là bây giờ không có bộ máy khoan. Cái anh bạn già mới mua cho Chăm một bộ khoan pin. Bữa nay lấy ra ứng dụng luôn, lấy ra thực hành luôn. Anh kỹ sư cho mượn bộ đồ nghề. Tao ra hui ra thử coi. Đó. Quên lấy cưa nữa. Ua ua bờ ua bua sắc ra bua. Đây. Trời ơi, nhà trọ chứ đủ đồ nghề hết trơn mọi người. Mần không có đi mượn. Mần là lấy ra mần thôi nhà. Cặp bát tôi Chăm mua từ lương hay hết trơn. Chăm mua mấy cái cặp bát tôi về để bắt kệ nè mọi người. Đó. Okay không? Cứ một cái kệ là sẽ có hai cái bát ăn lờ giống như vậy đó, nó hình ăn lờ nè, rồi nó có lỗ giống như vậy đó, vậy là mình có thể làm kệ được rồi. Này không có cái cưa nữa. Chăm mua 5 miếng dán, là mỗi miếng là một cặp bát giống như vậy. Mà bây giờ trong tủ đồ nghề nhà Chăm còn có 3 cặp rưỡi thôi. Thôi giờ Chăm làm trước 3 cái kệ, còn 2 miếng thì để lại bữa sau làm cũng được. Thêm tắc kê. Đồng chí nhà Chăm đang lắp máy cắt nữa hả? Ghê vậy trời. Em có cưa rồi. Chà, máy pin luôn rồi ha. Chữ dằn người ta chung bộ luôn hả ba? Ừ. Hả? Thế là trong cái bộ máy khoan là nó có máy cắt luôn hả? Không, là máy cắt riêng hả? Dữ rồi trời. Thôi giờ em đi xem nhà. Đâu cần cắt đâu, dán này mới thấy hết rồi mà. Nè, băng luôn nè. Để lấy chiếc dép vô đo. Khoan là được rồi. Chơi cho đục này đục mạnh lắm. Nó cũng mạnh lắm. Đúng hả? Đánh dấu thì quất hả? Đó, 1 chấm. 1 chấm là xay đấm, 2 chấm là đấm xay. Bán gỗ loại này nè, mua một đống mà giờ không có lấy gì đâu. Chăm đang làm, cái anh bạn già đi mua cho Chăm cái bát bự này nữa mọi người. Bát bự này thì là 5.000 một cái như vậy đó. Còn cái bát nhỏ này nè, cái bát nhỏ này là Chăm mua là bữa là hình như là
5.000 hay 3.000 mấy gì một cặp á, như 5.000 một cặp á, này một cái nè. Cái ông này ông bán cũng tùy hứng lắm, có bữa ông bán hả mình mua nhiều là ông bớt. Còn này là 5.000 một cái. Anh bạn già kêu chăm ở ngoài đây lấy cái này cho nó bự. Vậy là giờ sao ba muốn mẹ xài cái bự hay cái nhỏ? Bự nó cứng, còn cái nhỏ nó cần rụng. Tại cái miếng này nó dài phải không? Vậy thì mẹ phải đo lại. Đo vô lại. Đúng, đúng, vậy đó. Đó. Vậy vô. Một cái. Bên đây thêm một cái nữa. Rồi. Cho mạnh chút nữa đi, mày yếu quá. Cỡ đó là mạnh lắm rồi đó. Nghe cho chẳng qua em bấm người kia rồi đó. Đó, thấy chưa? Gì cho nó ngon. Sao đi mua làm kệ không? Mua đồ gì làm kệ luôn đi. Chị có đồ nghề rồi nè. Em đâu có để gì nhiều đâu. Ghê mọi người, ảnh đầu tư cho Trâm cái khoan này nhẹ hơn, mà cái khoan kia Trâm xài cũng được, khoan nào Trâm dùng cũng khoan cũng tự làm được hết á. Tại khởi đầu là mình Trâm cũng xài cái khoan kia rồi, cái khoan kia là cái khoan kia nó đã nặng rồi, khoan này nó nhẹ hơn nên thấy nó dễ, khoan kia thì xài được rồi nữa. Nó không ăn vô là coi có đẩy nút được trượt cái nút khoan chạy ngược đó. Đúng rồi, vô được. Thùng này cơm bây giờ bên mình lắm. Rồi, 4 lỗ. Hả? Xong. Đây. Nó có cái mũi tên này mọi người, đây vặn vít nè. Bây giờ bắt đầu khoan nè, dặn cái vòng trong nè, còn bên này là đục bê tông. Còn bên này là khoan nè, còn cái này dặn dặn vít nè, có mũi tên nghe nó làm dấu nè. Rồi, ok. Còn 8 nè. À, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là tùy cái độ mạnh mạnh nó yếu nè. Bên này nó có mũi tên nè. Bên này đều được khoan đi vô nè. Còn bên này là đi ra là nó có mũi tên đi ngược ra lại nè, nó đi vô.
mình khoan lấy mũi trước cái đã, rồi xong rồi chuyển chế độ bê tông. Để vào khoan luôn được nữa nè, nó cũng mạnh nè. Để chăm chuyển nó sang chế độ bê tông với mọi người. Đó. Đó. Mình làm sẽ như ý hơn. Đó. Giờ Trâm sẽ đóng tắc kê vô. Trâm thuận tay trái á mọi người, nên làm gì cũng thấy người ta cũng thấy ngược ngược hết trơn á. Anh Nam Vịnh nha, anh đổi từ quýt anh ép vô luôn được không? Ừ, lấy quýt ép vô cho nó lẹ đi. Đổi dặn tay. Đổi quýt đi. Em Vịnh nha. Để đổ rồi. Khỏe hay. Cất cái mũi này vô. Cái mũi này là nãy ấy đặng bánh kít đó mọi người. Êm rồi đó mọi người, xong cái kệ ổn áp rồi hé mọi người, ngon lành. Cái kệ xong rồi, bây giờ Trâm đi nấu cơm ăn. Đi ăn thịt cho mọi người. Trâm chiên, cái này Trâm chiên cốt lết đó mọi người. Chiên nước mắm luôn. Họ chiên xong cái cắt nhỏ nhỏ ra cũng được. Lát nữa cái Trâm quậy nước mắm với đường lên dưới vô. Hai muỗng mắm thì ba muỗng đường, tùy nước mắm mặn hay lạ. Rồi mình nêm lại.
giờ chiên cho nó vàng trước cái đi. Chị ơi, tắm đi con. Tắm đi rồi con. Chăm có lường nè. Hai mắm, ba đường, hai muỗng canh nước mắm, ba muỗng canh đường. Đó, tại nước mắm nhà Chăm nó hơi mặn nha mọi người. Đó, thêm ớt bột với tỏi nữa. Ai thích ăn tương ớt thì bỏ ớt vô, tại trong đây nãy Chăm chiên nhưng có bỏ ớt rồi. Đánh lên đi, lát nữa rồi nó vàng xong rồi mình rưới nó vô. Bây giờ Chăm đi cắt nó ra. Cắt nó ra cho nó nhỏ nhỏ cho nó nhanh chín mọi người. Nãy giờ để nguyên miếng nè, nó vàng nè. Giờ gấp thì chỉ có gam vậy thôi, gam miếng bự bự vậy ăn thôi, chứ chiều còn tưởng Chăm tưởng nó làm nhanh. Rồi. Đây, nó vàng rồi nè mọi người. Hấp dẫn thấy không? Thơm lắm. Em dành cả tương lai, nhưng anh phải lòng yêu ai. Trời ơi, bây giờ sớm trọ Chăm mới được xả là trả là sự bình yên rồi mọi người. Yên ngắn biết bao nhiêu. Gần nghi mắc mệt luôn á mọi người. Cho nó vàng tí nữa đi rồi á, rưới nước, cực nước, nước sốt vô. Mình chiên tới đây mình thay bằng nước sốt chanh dây cũng được nữa mọi người, cũng ngon nữa. Cốt lết sốt chanh dây. Sợ mấy cục xương này chưa chín nè, dễ gì mà nó chín được lẹ. Chăm sợ nó đuột nhắm xíu hồn nội nhẹ Dũng. Chăm sợ nó sống, Chăm mới pha vô thêm tí nước lọc nữa nè. Đó, bỏ vô đây diêm diêm lại luôn. Đó, rồi nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt. Lấy cho mẹ cái nồi nhắc luôn đi con trai ơi. Cái nồi nhắc nồi á con. Lấy cho mẹ cái đồ nhắc nồi á con. Mẹ để chỗ cái chỗ mà mẹ treo khăn lau tay á. Đó, mọi người thấy nó kẹo rồi chưa? Con ăn cơm thôi, dọn chén cho con ơi. Xong rồi. Bên đây á là Chăm làm tô mì canh mì. Chỉ chứ giờ tối quá trời không có nấu canh gì hết mọi người, nấu tô canh mì vậy đi. Đó, mì với giá. Xong tô canh. Ăn với thịt kho với lại dưa hấu. Hấp dẫn quá. Thì mặn mặn ngọt ngọt thôi chứ không có gì đặc biệt hết mọi người. Thịt nạc này thì anh bạn nhỏ mê hơn, Chăm thì Chăm lại chịu ba gọi. Mấy cái xương này lát nữa Chăm gặm, Chăm khoái cái xương xương. Còn mấy cái bìa này là mấy cái bìa mỡ nên anh bạn nhỏ không có ăn nên Chăm cắt riêng ra nè. Rồi múc nước sốt chan lên. Cái này giống sườn gam xả mọi người, sườn gam xả ớt á, sườn cháy cạnh á. Nếu mà cháy cạnh mà thêm gì ta, thêm lá chanh vô nữa là đỉnh luôn ha.
thêm lá chanh nữa là thơm, lá chanh sắc nhuyễn nha. Đó, xong. Mẹ thấy ba bữa giờ bới cơm hoài, mẹ thấy nó ăn nóng. Rồi. Mẹ ăn đã hơn. Ba hơi còn nhỏ. Ba gà hơi nhỏ. Cách tháng sau chứ. Cái gì? Nó không muốn thịt gà, nó nói nó làm thinh vậy đó. Phải không? Đúng không? Rồi, mời mọi người ăn cơm với gia đình Trâm. Ba hỏi mấy con gà nó thịt được chưa? Mà nó làm thinh là ba biết là nó không thích thịt mấy con gà đó. Đó. Thì bà nội chắc cũng biết là mấy con gà nó nội dây dành tới chỉ nó về. Dạ. Dạ chát luôn. Gà năm nay nuôi, để năm sau kịp mới về ăn. Trời ơi, rồi cứng cắt, cứng ngắt, cứng còng. Cái muối gì đó nó mặn hết thần riêng được luôn. Con vịt mà nội để năm ngoái nó nằm rồi nó về để cho nó ăn mà biết chết hết hả, mà nó có ăn không hay là ăn chứ đâu ăn kìa hả. Rồi mà để rồi nè, con thuộc bài hết chưa con? Đã rồi. Rồi con có canh mì nè chị ơi. Ăn với dưa. Dính nó kìa. Dạ. Hay nướng. Nướng. Ngô quá chanh thanh như con. Cứng nướng dưa nó dưa bỏ vô là nó vừa. Thịt ngạt. Thịt này muốn lấy hồi nãy ba lấy cái búa hay bây giờ. Không thấy được chứ. Tối rồi. Nó buồn. Làm biết ăn. Bữa nay cái phước mình nhìn nó ngọt băng luôn á. Hồi bữa nhìn túi hơi lượng thượng. Mà bữa mà làm trước khi bán sầu riêng là ngon, nó gọng giải. Không được. Tại vì vốn dĩ đã có một cái kệ đó rồi. Rồi thêm giấy được thương mà. Mì này còn có gì, còn có được giá đó, tuổi thơ nấu mì với gì tích mỡ, mì với mướp, mướp nữa à, canh đó. May mướp mình bữa này bị tày nó đánh nha, không đánh thì bữa này có trái nè, lạnh quá, mưa quá thì luôn, mưa quá nó ra trái đậu uống nổi. Ngon quá, ngon kịp ăn canh đây kìa. Còn hai miếng dán ngắm chở trên cát.
để đồ cho nó gọn. Để làm sao mà đừng có ăn như thấu không? Không ăn canh hả mì nè? Ai còn cơm hả? Để sao mà mỗi lần xài lấy ra xài mà cần rớt tới rớt luôn. Mở tới mở luôn hả? Đúng rồi. Nó trong cái thùng mỗi lần xài, trời ơi, thua cái thùng ra muốn đọa luôn. Cúc hết nguyên khúc đó luôn đi con. Cúc luôn đó.